Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục bản tin hôm nay của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ cập nhật được cho mình những thông tin hữu ích nhất. Đừng quên nhấn like để ủng hộ cho chúng tôi và nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ sót bất kỳ thông tin nào quý vị nha. Sau đây là những nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Trở lại doanh trại, Hậu Hoàng ngồi ăn cạnh mũi trưởng Long, Khánh Vân tình tứ bên chú Ngạn Pha Ke, sau nhập ngũ năm 2020 đã kết thúc việc ghi hình từ lâu, nhưng dư âm mà chương trình để lại trong các nhân vật tham gia chắc chắn sẽ còn mãi. Chính vì quá nhớ 7 ngày sống trong quân ngũ nên mới đây, đôi bạn thân Hậu Hoàng và Khánh Vân đã cùng bắt xe vào doanh trại thăm các đồng đội. Tại đây, họ được gặp đầy đủ từ mũi trưởng Long, chú Ngạn Pha Ke, đồng chí Toàn cho đến đồng chí Thơm chung Phòng. Hai cô gái đã được chiêu đãi mì gói và bim bim, rồi cùng đồng đội lưu lại những khoảnh khắc cực kỳ lầy lội trong doanh trại. Chuyến đi này hẳn sẽ khiến các chị em còn lại như Nam Thư, Diệu Nhi, Dương Hoàng Yến, Kỳ Duyên, Ghen Tỷ đấy. Sau nhập ngũ năm 2020, đến lượt Khánh Vân khoe ảnh trầy da tróc vẫy, còn mỗi đầu là chưa băng bó. Sau nhập ngũ năm 2020 đã đi đến những ngày phát sóng cuối cùng, cũng đồng nghĩa với việc hành trình của các cô gái khi nhập ngũ chuẩn bị kết thúc. Ở những ngày cuối, mức độ khó khăn vất vả của các nhiệm vụ cũng được tăng nhiều hơn. Ví dụ như trong tập 14 vừa qua, cả sáu nữ chiến binh đều xuất phát vào rừng người thì làm thương binh để chờ đồng đội đưa về đơn vị người thì vất vả mang trên mình chiếc ba lô siêu nặng và phải khiêng cán đưa thương binh về tưởng đó sẽ là nhiệm vụ dễ hòm nhưng không địa hình hiểm trở trơn trượt do mưa với những món đồ trọng lượng không hề nhẹ của những vật đang mang trên người tay còn phải khiêng cán khiến các nữ chiến binh đều phải vấp ngã hậu quả là những đôi chân bầm tím trầy trật đến thương Tuy nhiên, các cô gái của chúng ta không hề lấy đó làm tự ti hay buồn bực vì điều này, mà còn rất tự hào bởi bản thân đã trở thành người lính thực thụ, sẵn sàng lăn lê bò lết để hoàn thành nhiệm vụ. Mới đây, Khánh Vân đã chia sẻ hình thương thế của mình, bên cạnh đôi tay băng bó vì chấn thương, chân của cô nàng cũng bị băng lại và có nhiều vết bầm. Mặt khác, vì phơi nắng nhiều nên da Khánh Vân bị sạm đi thấy rõ. Khánh Vân hài hước nói, còn cái đầu là chưa băng bó thôi, ở trong quân đội thì đau thân thể, ra ngoài thì đau trái tim. Ý Khánh Vân là khi rời quân đội, xa cách anh em chiến sĩ nên buồn đấy. Cô nàng chia sẻ thêm, mình biết là tụi mình tập quấn so với bộ đội thật sự thì vẫn chưa là gì, nhưng đối với tụi mình đó là cả một sự nỗ lực và cố gắng rất nhiều. Sau nhập ngủ, Diệu Nhi hát hít hòa Minzy, hậu hoàng trổ tài bắn ráp trong tập cuối. Để quên đi mệt mỏi trong suốt chặng đường hành quân, hậu hoàng đã trổ tài khoe khả năng bắn ráp của mình. Trong những ngày cuối cùng tại sao nhập ngủ, dàn nữ chiến binh đã có cơ hội trải nghiệm hành quân, nhiệm vụ vô cùng gian nan trong môi trường quân đội. Trong đoạn trailer vừa tung ra, dàn nữ nghệ sĩ gần như kiệt sức vì liên tục đi bộ, chạy bộ trong suốt chặng đường dài. Để kích lệ tinh thần, Diệu Nhi và Hậu Hoàng cất cao giọng hát, người trổ tài bắn ráp mong quên đi mệt mỏi. Trước khi phải tăng tốc độ hành quân, Diệu Nhi rất thông thả, vừa đi vừa hát bản hit, không thể cùng nhau suốt kiếp của họ Minzy. Khi đang ngân nga giai điệu Em không sai chúng ta sai của Eric, Diệu Nhi bị đồng đội yêu cầu ngừng hát vì tiếng hát của Diệu Nhi không khác gì tiếng bơm. Hậu Hoàng lại trổ tài bắn ráp với chú bé lót chót một bản hit của giấy chót tại ráp Việt. Đặc biệt, Khánh Vân khiến fan lo lắng vì sức khỏe của cô nàng gần như không thể trụ nổi trước những thử thách khắc nghiệt này. Ngoài ra, Nam Thư cũng được khán giả đặc biệt quan tâm vì chân bị chấn thương vừa phục hồi chưa lâu, lại phải tiếp tục chặn đường dài hành quân. Khánh Vân lại khóc nhẹ tại sao nhập ngũ, nhưng lần này nghe qua lý do ai cũng cảm thông. Xuyên suốt tập 15 sau nhập ngũ là chặng đường hành quân vô cùng gian nan của dàn nữ chiến binh. Lần này các nghệ sĩ vừa phải mang cả hành trang nặng sau lưng, vừa phải đeo súng, hết đi bộ, chạy thục mạng dưới cái nắng chói chang mỗi khi nghe tiếng súng. Trong tập này, gian cát chương trình được giao nhiệm vụ làm bếp hoàng, bắt cá, hái măng để ăn trưa trong giờ phút nghỉ ngơi hiếm hoi. Thế nhưng chưa ăn được hết bữa cơm, mọi người đã phải buông đổ vì nghe âm thanh pháo súng của địch. Trên đường tiếp tục hành quân sau bữa ăn không trọn vẹn, Khánh Vân đã miếu máu lộ rõ vẻ mệt mỏi. Trước đó, dù là thành viên có sức khỏe yếu nhất đội hình, Trà Long vẫn kiên cường bước đi dù phải có người dìu. Sau khi kết thúc chặng đường hành quân dài, các nữ chiến binh đã chia sẻ cảm xúc của mình. Khánh Vân khi đó đã bật khóc, tôi không biết lý do tại sao tôi có thể lết được tới đây, ăn một bữa ăn cũng không được đàng hoàng tử tế nữa, nên tôi cảm thấy tội nghiệp bộ đội của mình rất gian khổ. Cảm ơn các đồng đội của tôi, dù tôi rất yếu cũng không bỏ rơi tôi chỗ nào hết, lúc nào cũng nắm đầu tôi theo. Trên Instagram cá nhân, Khánh Vân cho biết nếu lần này lại bị Netizen mắng có tính tiểu thư, công chúa thì cũng chịu, vì hành quân được đến cuối chặng đường cũng là cạn kiệt sức lực. Kỳ Duyên cập nhật toàn cảnh nhiệm vụ quân y trong sao nhập ngũ, ai nấy đều xúc động. Tập 14 sao nhập ngũ lên sóng nói tiếp hành trình của nhiệm vụ quân y trong ngày thứ năm nhập ngũ của 6 chiến sĩ mới. Trong nhiệm vụ này, hậu hoàng trở thành thương binh, được Kỳ Duyên và Dương Hoàng Yến đưa đi tìm người cứu chữa và khiên cán trở về lữ đoàn. Khi cán đã hỏng, Kỳ Duyên quyết định cổng hậu hoàng, Dương Hoàng Yến đi bên cạnh để bảo vệ và giúp đỡ Duyên khi gặp khó khăn cuối cùng cả ba người về đến nơi an toàn được mỗi trưởng khen ngợi linh hoạt trong việc cứu chữa thương binh nhiệm vụ hoàn thành mới đây kỳ duyên đã đăng tải toàn bộ hình ảnh về chặng đường đầy gian nan của ba cô gái tây miền bắc tây miền bắc chúng tôi vẫn ổn sau chặng đường xa đầy trắc trở vượt rừng chúng tôi đã đưa đồng chí hậu về đến nơi an toàn báo cáo hết trong mỗi bức hình là dòng cáp xanh đầy tình cảm dành cho đồng đội của mình đúng như mỗi trưởng long nói Thật may mắn khi các chiến sĩ đoàn kết với nhau, cả các chiến sĩ mới lẫn chiến sĩ cũ đều đồng lòng cùng nhau vượt qua nhiệm vụ. Đây chính là tinh thần đáng quý của quân ngũ. Nhìn những bức ảnh của kỳ duyên đăng tải, người hâm mộ cũng không khỏi xót xa, nhưng hơn hết là cảm động vì tinh thần của cả ba người. Hình ảnh mỗi trưởng lòng nghiêm túc ngày nào bị phá hủy sau đoạn clip này. Mới đây, ca sĩ Dung Hoàng Yến vừa đăng tải lên trang TikTok cá nhân của mình một đoạn clip vô cùng hài hước. Hơn hết trong clip còn có hậu hoàng và mũi trưởng long. Cặp đôi đang được cư dân mạng đẩy thuyền cực mạnh trong chương trình sau nhập ngũ. Hình ảnh mũi trưởng long nghiêm chỉnh lạnh lùng trong chương trình sau nhập ngũ đã bị phá vỡ hoàn toàn trong đoạn clip. Nội dung đoạn clip là cả một nhóm cùng nhau thực hiện lại vũ điệu của một đoạn nhạc đang hot trên tiktok. Nhưng đồng chí mũi trưởng đã không thuộc bài và biến tấu một cách hài hước khiến cư dân mạng một phen ngã ngửa vì sự đáng yêu này. Những động tác và biểu cảm của mũi trưởng Long trong đoạn clip trên khác xa hoàn toàn với hình ảnh nghiêm túc cool ngầu trong chương trình sau nhập ngũ. Nhiều cư dân mạng ngạc nhiên và nhanh chóng bình luận thắc mắc. Đồng chí mũi trưởng đã làm cho cả cộng đồng mạng được một pha cười lăn lộn vì hành động quá sức đáng yêu. Trước đó ai cũng tưởng nhầm đây là một người lạnh lùng, trầm tính. Một đoạn clip khác cũng được bạn của đồng chí mũi trưởng chia sẻ trên TikTok. Quả thật mũi trưởng Long đã phá vỡ hình tượng và trở thành cây hại mới của làng TikTok Việt Nam. Khánh Vân rủ hậu hoàng đi nghe gánh hát trong của Hòa Minzy, đã thế còn bị anh Tú ghẹo. Với chủ đề nhạc phim cùng hai khách mời là Văn Mai Hương và Bùi Công Nam, tập 7 Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân đã mang tới những phút giây thưởng thức âm nhạc đầy cảm xúc cùng những tình huống dở khóc dở cười từ gian nghệ sĩ Hòa Minzy, Hứa Kim Tuyền, Anh Tú. Ở thử thách về phim mắt biết, mặc dù khẳng định mình là một fan cứng nhưng Anh Tú lại không trả lời được câu hỏi nào từ ekip thay vào đó hòa minh di -si và hứa kim tuyền đã vượt qua được thử thách để anh tú và bùi công anh có cơ hội hát có anh chàng viết lên cây trong đêm diễn chính thức đặc biệt ở hàng khán giả đầu tiên có sự xuất hiện của đôi bản thân khánh vân trong vai trà long của mắt biết và hậu hoàng đến để thưởng thức âm nhạc cô nàng khánh vân xinh xắn còn lên tận sân khấu để giao lưu với các hot chương trình chưa dừng lại ở đó dù thừa nhận đã có người yêu nhưng câu hỏi anh tú dành cho khánh vân lại là em có người yêu chưa khiến mọi người vô cùng bất ngờ hóa ra nam ca sĩ có ý định ghép đôi khánh vân với bùi công nam chàng ca nhạc sĩ với chuyên môn thả thính nổi tiếng từ các tập trước